Em là người mix nhạc bài Thủ Đô Cypher. Lần đầu em mix xong em bật thử cho hội bạn của em nghe ấy. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Xong bảo bài này nghe lạ vãi. Kiểu bài này nghe lạ tai vãi chưởng. Trước đấy là em chưa thấy ai làm cái kiểu rap mà kiểu khoe khoang xong tán gái. Em vẫn thấy mọi người đang tập trung vào kiểu old school, hay là nếu mà có trap thì mọi người sẽ rap những cái chủ đề nó rất là nghiêm túc. Trong khi ở bên Mỹ thì những cái thể loại kiểu rap kiểu vui, kiểu flexing các thứ, kiểu flavor, kiểu tạo cái độ kiểu swag, saucy các thứ là nó đã rất là rộng rãi rồi. Nó là quá khứ của mình phải trân trọng. Như hồi xưa cũng có những cái bài nghe chán kinh khủng, em vẫn cố gắng em không xóa nó đi. Low G. Yeah, let's go. Low G đơn giản, nếu mày hiểu thì hiểu, nếu không hiểu mày ngu.